Sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, du khách khi đến với Đà Lạt vẫn còn bất ngờ trước vẻ đẹp của trang trại dâu tây và cà chua trái cây trên đường Cam Ly, phường 7, thành phố Đà Lạt. Nằm trong chuỗi quần thể điểm tham quan nông trại cún Puppy Farm, khu vườn rộng hơn 20.000 m² trồng các loại cà chua cherry, còn gọi là cà chua trái cây, có nguồn gốc từ Hà Lan, dâu tây Skyberry, giống Nhật Bản, thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Với hình thức trồng thủy canh thông qua các giá thể, dâu tây được trồng treo cao ngang tầm với, giúp du khách có thể thỏa thích ngắm, chụp hình. Tương tự, dàn dây leo cao 3-4 m được cuốn chặt bởi các gốc cà chua triệu trái, khiến du khách phấn khích. Chị lên đây là chị rất là thích luôn, phong cảnh rất là đẹp luôn nè. Trái cây thì rất là tươi, tham quan phía dưới nó có nhiều loại lắm. Màu cam nè, rồi màu đỏ nè, rồi những trái chưa chín màu xanh bóng mướt à. Mình tới đây mình vui chơi, mình chụp hình rất là thú vị. Thật là tuyệt vời ạ, là lần đầu tiên mình trải nghiệm. Là cảm giác là thứ nhất là thời tiết rất là thoải mái, thứ hai nữa là vườn trái cây, mình cảm nhận được là ở đây là rất là đẹp. Khi mà vừa đặt chân xuống nơi đây thì chị cảm thấy choáng ngợp với cái không gian nơi đây rất là rộng lớn, trong đó phải tổ hợp rất là nhiều, vừa có cún nè, vừa có những cái vườn để mình có thể tham quan ngay tại một nơi, không cần phải chị không cần phải di chuyển quá nhiều nơi. Chị tham quan vườn dâu nhiều nhưng mà chị chưa đi tham quan cái vườn cà chua lần nào cả, nhưng mà hầu như chị thấy là cái vườn cà chua mà chị có đi sơ qua mà cái người dân họ trồng á thì sẽ là cây dâu không phải treo như thế này mà nó nằm ở dưới những cái gốc cây lên. Ngoài tham quan chụp hình, du khách được nếm thử vị của trái cây trước khi trải nghiệm hái trái cây đóng gói, mua ngay tại vườn với giá 150.000 đồng một ký cà chua, 500.000 đồng một ký dâu tây. Đại diện nông trại này cho biết, trong các ngày cao điểm nơi đây đón trên 2.000 lượt khách tham quan. Còn theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão, địa phương đã đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 12.500 lượt khách. Khách qua đăng ký lưu trú ước đạt 170.000 lượt khách.